Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn đi thả diều. Và bây giờ là anh Tý đang khui con diều, diều này diều phụng. Đang khui diều mới luôn các bạn ơi. Nhiều diều có nhiều loại, có diều cá mập thì con rồng phụng, còn con này là diều con diều phụng các bạn. Bây giờ chuẩn bị đấu dây, nối dây vào trong diều. Hiện giờ buổi này buổi trưa mà nắng cũng khá nắng mà, nhưng mà ở trong cái khu này là mát các bạn, gió thổi rất mạnh. Bây giờ mình chỉ đấu dây vào, chuẩn bị lên diều thôi. Cái hình con phụng các bạn, nhìn nó sao giống giống con bướm tí. Ở dưới có thường thả diều không? Dùng ở dưới Vũng Tàu có thường thả không tí? Có thả chứ, thả mà mùa này nè. Nhìn nó đẹp quá. Quan trọng không biết nó bay như thế nào nè các bạn. Con này là chưa thả lần nào, mới mua về, mới đấu dây vô luôn các bạn ơi. Khá mạnh. Thì để thả con diều này thì cái dây nó nè các bạn. Dây cái loại này nó chịu nổi, còn nhỏ hơn nó gió này thì nó sẽ đứt, gọi là diều phăng. Nó phăng là nó đứt mất luôn các bạn. Thỉnh thoảng Diều băng, diều băng là băng hà. phăng chứ băng gì? Diều Phăng. băng ở dưới này kêu diều Thấy không? Ở đây là gọi là phăng. Dưới là gọi là băng hả? băng. Mỗi địa phương là mỗi khác. Ở đây là gọi là nó căng dây nó đứt rồi gọi là phăng. Diều đa. Bây giờ đang đấu từ từ dây vô các bạn ơi. Anh Tý rồi làm diều thả bằng chỉ, diều làm bằng giấy, thả bằng chỉ ni lông. Bịch ni lông. Chút thả lên rồi còn thời gian có xiên thì tí thử bỏ tay rồi làm con diều bằng giấy. Bằng giấy ni lông thì cũng được, mà giấy thì nó dễ bị rách, còn ni lông thì nó chắc và trắng, và lỡ mà nó bị rơi xuống cái ao này bằng ni lông khô lại nó vẫn bay được, vẫn sử dụng được. Tí cổ này lỡ có Còn bằng giấy không? là nó rách hết. Rồi bây giờ đang chuẩn bị lên diều các bạn ơi. Giá của con diều này bao nhiêu chú? Con này hả? Con này là Giá nó bao nhiêu? 65. 65 ngàn. 75. 75 chứ. 75. Bình Con thường cá mập 65. có 30-40 ngàn. Thấy không? Thịnh nó hồi xưa là 30-40, giờ là ở sạp báo bán 75. Báo Sạp báo á. nãy có quay cảnh đi mua không? Không, hồi nãy mua nhiều chỗ nó mới có. Mua nguyên chợ luôn, không cho được có đếm đi nữa là nhiều. Đi khắp các cái Đang mua dịch nè. cửa hàng luôn các bạn. Thì có một chỗ duy nhất, có một chỗ mà có à. Mấy chỗ kia là không có bán nhiều các bạn ơi. Xưa dây hết chơi. Rồi, anh Tý đang nói cho nó chắc chắn, sợ đúng kỹ thuật thì nó mới bay được các bạn. Đang đang nối lại cái dây. Quan trọng là nó lên gặp gió rồi nó sẽ phất lên như thế nào đây.
cột con bên đó hả tí. Rồi bây giờ bắt đầu lên lên diều rồi các bạn ơi, gió cũng khá mạnh, gió khá lớn. Bây giờ đợi gió lên đó. là mình đợi gió là cái vậy mình cầm dây đi, mình nói dây đi ha. Vậy là cầm phất phất nhẹ là cái rồi mình có thả đường này hả chứ không chỉ phải thả đầu đường đó ở đây rồi nó lên luôn các bạn ơi, lên từ từ luôn, từ từ là nó nãy nó lên đó, nó đang bắt gió rồi. Nhìn con diều phụng à, các bạn, nó màu sắc nó sặc sỡ. Nó từ từ đó các bạn, từ từ rồi bay lên. Nó sẽ lên đó các bạn ơi. Đợi gió tới rồi nó cất lên được là nó qua khỏi cái mái nhà này nó lên. Ra đây rộng nè, đây rất luôn. Ra chỗ rộng nó dướng mái nhà rất nữa lên sao. Ra mé mé này nè, mình thấy tí tử mé này rồi là... mé này là lên được nè, nó qua cái mái nhà rồi nó lên. Nó là cái mái nhà này lên nè, đang diều đang lên là các bạn ơi, gió rất mạnh luôn, chỗ đó bị rối hả? Đang lên nè, rồi đi đi xuống tới đây là tí, đi xuống tới đây, vậy là gió cái hướng là đó. Rồi nó đang lên rồi các bạn ơi. Nó đang lên khá cao rồi các bạn. Quá cao rồi các bạn ơi. Lên đụng mấy con chim yến ở trên trên đây luôn rồi các bạn. Rớt xuống máy này rồi các bạn ơi, qua đó lụm kéo về thả đi lên chạy qua đó thả ra. Nói anh nói bà ông tám mới mượn cái chìa khóa tí mở rồi bây giờ nó bị rớt xuống rồi các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nha các bạn.